Rồi, vậy chào chị, xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình có được mấy cái rạp đây cả nhà. Mấy cái rạp đây là mình nay anh bổ quýnh cua nha. Này lâu lắm rồi mới làm trở lại nè. Hai chồng đây quýnh cua. Đây, giờ có táo cái này nha cả nhà. Giờ gắn ngồi vô, cầm em gắn ngồi vô đây. Một lần đi đây. Đây đi tí. Mấy chục năm trước là cua dữ lắm coi nha. Tôi quýnh bằng cái này xong rồi chứ không có ai quýnh bắt quái hết. Giờ không có làm bắt quái nha. Giờ chuẩn bị xuống xuồng để bổ nha cả nhà. Bị đánh. Đi làm về. Cái thứ nhất cả nhà ơi, dính lên, dính này, dính này, gỡ ra. Ôi giời ơi cả nhà, đó mấy cái rạp này giờ nó cũng rách nó mới khiếu lại cả nhà. Lâu quá rồi mình không có sử dụng lại. Nay sử dụng nó có kết quả như thế nào nha. Đọc lạ Bình Dương hả? Này hồi đó mấy năm trước người ta cũng làm người này thôi. Nó dướng rồi hả? Rất hết mặt luôn. Gần quá vậy. Xa xa đâu. Để gần quá. Bố khoảng 5 mét, 7 mét cá như nước đang chảy gì vô ha, nước vô. Vô. Nước này vô đánh đồ có. Nước kém đánh không có gì.
lọ này khó con. Nè. Cảm ơn cả nhà. Đây lên đây nghỉ mệt, chờ 5 phút mới kéo nha. Trong ao mình kéo phải lẹ. Đây cả nhà, cái rạp rạp này đang thiếu lợn nha cả nhà. Giá lợn. Rất quá cả nhà. Hai chồng bữa nay trải nghiệm về trời luôn. Đây sông nước không nữa cả nhà. Muốn về sông nước này về sông nè. Đang đi câu luôn nè. Vợ cũng biết giá trong đỉnh nha cả nhà. Chưa chi là không biết rồi. Chi giờ chỉ cái ngày bắt cua là hạnh phúc nhất. Ngày xuống học thôi cả nhà ơi, cũng không có biết. Chờ tí xíu nha cả nhà. Chờ tí xíu nữa nó mới nghe mồi tanh rồi mới ăn được. Lâu lắm rồi mình mới làm lại cái này là tính ra lâu dữ rồi cả nhà. Hồi đó người ta đi bằng mấy cái gạch này không à. Chứ đâu có cái bắt quái này với cái rọ này đâu. Đây cần vô thu hoạch nha ơi. Kéo rọ nha. Khoa vào đây nè. Kéo rập, kéo rập. Đúng rồi. Đúng rồi, kéo khoa rồi. Đó. Đó cả nhà. Có cả nhà. Chú, có nha. Có lùm lúa nha cả nhà. Lùm lúa. Rồi chưa gì nó cắn mồi hồi ấy hết nè. Còn có hai cái đầu hả? Ừ. Đó cái cái gì nữa. Không nha. Thôi mình đi kéo đi chút xíu tối sao? Để nó bò tùm lum trối luôn đó. Để nó bò lùm lum thôi. Dục bó dây ra ngoài, ở còn dây nè. Ồ, một con nha cả nhà. Được, độc lạ Bình Dương mà được. Ăn lại ghê cả nhà. Lâu lắm rồi mới làm cái nghề lại á. Làm lại cho cả nhà mình cùng xem nha. Để chừng cái thùng nó rớt xuống dưới nè. Này, có cá nó vô hai ba con luôn nha cả nhà. Mé đây nè. Qua đây rồi. Qua đây hả? Chảy theo nước mà. Nước chảy quá. Có không? Ôi giời ơi. Hết mồi lại chưa? Hết mồi rồi. Hết mồi luôn cả nhà. Vui hả? Vui vui. Mồi rắn đẹp nữa rồi. Này có cá lạch kìa, nó mới dai. Này cá này nó đớp một cái vô hết trơn, lẹ ghê. Chân chi vô mồi nha cả nhà, đớp hết. Vô tới chút. Này cháu nó đi kìa. Cái này mình đánh vậy nó ví dụ có nuôi tôm nó đỡ ấy phải không? Nó không có đỡ cắn tôm ấy nè. Ừ, cắn tôm.
này cũng vui thú vị mà. Lâu lắm đó lại. Nếu như mình trải nghiệm. Kéo liên tục luôn quá, ăn một cái này. Nói nha cả nhà, làm lẹ lắm. Chắc ăn hết nồi nữa quá. Lẹ ghê chứ. Ôi, giúp nó. Ôi. Nè cả nhà ơi. Cái gấm. Đó. Cá nào. Vô thôi. Còn một thôi quá. Ừ, dữ ghê. Này nó không chói để nó bò vô nổi. Lắm cả nhà ơi, nó kẹp. Bữa kẹp một lần thôi. Chết với nó luôn. Cái đó hình như nó có vô những cái dục dục cửa đó ha. Này cái kéo liên tục rồi, không có ngưng được quá. Mấy cái kia đâu rồi, nằm đâu rồi? Đằng trước cái này lấy cái kia. Vô phải không? Đây rồi. Chưa, đây nè. Hả? Ai biết? Dưới tao rồi. Tao ra mẹ rồi. Dưới thì dây hết rồi. Dưới ra rồi. Đặt ra đây. Đặt cái gặp ra đây nha. Dịch xuống con mồi á. Bên kia đó rồi. Đó nè. Rồi, lụm lên nữa cả nhà ơi, có không? Trời ơi. Trời ơi. Dướng. Dướng rồi. Dướng rồi. Dướng rồi chèo. Mấy bộ ở đây sẽ hết nồi luôn rồi ha. Chết người. Kéo không kịp luôn đó nha. Để quay sơ lại lẹ ha. Nhanh ghê. Chân kia giờ gắn mồi vô nha cả nhà. Chơi hết mồi. Anh Trinh Chi giờ đứng trên bờ. Rồi, chốt vớt luôn. Đổ lại, đi, đi qua cái khác thôi. Cái thứ hai rồi. Ừ, có nha cả nhà. Nó còn ăn cục mồi. Mắc ra. Còn này ngon. Cột mồi vô hai mồi ha. Ừ. Cột vô cỡ nó, cái cục đó ca vẫn để vậy đi. Cho cục này vô đi đi. Vậy đi. Chứ để nó cấm quá nha, mới ăn con rồi, mới tụt con thôi. Để kia. Giờ mình chơi vậy đi. À, hay là cái này cũng vui lắm nha cả nhà. Thú vị rồi. À, giải trí. Rồi, tiếp tục cái nữa nha ơi. Có không? Không. Giờ mình cột đồ đùm mồi vô luôn đi. Để mà nó dứt hết cái đó.
Đó, vô đó rồi. Cho. Có. Chạy 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 xuống trong đi. Vui luôn cả nhà. Trải nghiệm, trải nghiệm. Mấy người chèo nó không nó rớt ạ. Rồi. Tiếp tiếp tế mồi. Tiếp tục nha cả nhà. Tiếp tục. Con. được em ăn được đó 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 giếng nữa bò đó rồi xuống ao luôn ca ơi đó đó nhảy ghê dụm lúa có lúc mùa này đỡ cắn ra không thôi ăn mồi với lẹ luôn đi xe chân anh chân chi lượm lúa nha cả nhà tiếp tục nữa ừ ừ kìa giờ không ăn này nó có cắn mồi của tôi. Hồi nãy mình chơi mồi đó nó ăn lẹ quá. Lẹ quá nó đi. Vô ăn cái đớp xong đi mất tiêu. Giờ treo này anh ăn hơi cũng bị lâu. Lẹ quá nó bỏ đi cả nhà có nước mù rồi anh ở lại. Anh chưa nhờ dứt được cục mồi sao anh đi được. Ở kia về leo vô dứt rồi về. Cái nhà lượm lúa vô cục mồi này thấy không nó ăn nó lâu quá không nãy ca làm cục mồi kia nó đi hết trơn. Y như đi câu cá ấy. Ừ hay lắm chứ bộ, nó hay lắm chứ bộ. Em chơi rồi. Giờ mình chưa thấy cái nào nó vô hai bà con thử ha. Cho cả nhà xem. Nó vô nhỏ con nữa, nhỏ nó vô cái hồi con chứ con bự này nó vô đó. Vô chứ không vô. Cả nhà ơi. Cả dơ lên cơ cá. Rồi đã không cả nhà. Thấy ham không mà. Thank you.
ơi, đại ca. Từ từ rồi. Nó nhảy xuống sông cái rồi thôi anh Chân Chi cắn lưỡi luôn quá. Kẹp mà. Cái này để lâu quá nó mục quá. Lưới này lâu quá. Mục trơn ha. Đại ca. Cá bự quá, dây không nữa đủ hả? Vừa đủ. Cho cá không có hai cây hai chở để nó đứt mà. Vô đi. Tính. Tạm thời mình gột đỡ vậy đi cả nhà. Một phút trường. Có con bự nữa. Ừ thôi ghê đó, đó cả. Quá luôn. Hàm quá cả nhà. Hết buồn ngủ luôn hả? Ngủ luôn. Gió hiu hiu thấy buồn ngủ chết nữa, hết buồn ngủ luôn rồi cả nhà. Mình làm vậy á đỡ ấy tôm nha cả nhà. Chút là bột lắm. Chứ kéo riết đánh riết rọ tôm nó ấy lắm, nó còi yếu tôm. Mình muốn cua chắc thôi, muốn đánh thì làm như vậy nè, đỡ cái hư tôm nha cả nhà. Nãy hai chồng ngồi trên thừa chuồng chèo tới chèo lui, nước nó đẩy quá. Thấy thì vòng vòng đi thì thấy ấy hơn á ha, thoải mái hơn. Còn nãy tiếp tục cả nhà ơi. Cái nữa có không? Không mấy con cho nó bắt đã hướng chỗ khác thôi, thích lên nữa rồi kìa. Cho nó lên hai cây miếng rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Cái rập này mua ở trên ông Vũ hả ca? Để làm. Anh nghiên cứu anh làm hả? Làm quýnh luôn, có quẹ anh để luôn. Ôi, hàng độc lạ Bình Dương cả nhà. Cái này quả nha cả nhà. Nhà ơi, cái nữa. Có. Cái kia đó ca. Anh đang đu lên mồi. Có cái lưới mồi lại hai cả nhà. Mồi này giữ mồi lâu ha.
gì vậy? Cho tột xuống rồi. Cái lưới vô rồi. Có lý. Rồi kìa ca. Chúng này chú, to không. Đau quá canh à. Đại miệng đau quá. Đại miệng đau quá ha. Hết buồn ngủ luôn. Nãy hai chồng ngồi trên ghe muốn ngủ gục luôn. Đi xuống đây mình đi vòng vòng vậy mà còn nhảy hơn ha. Thoải mái hơn. Nãy ngồi trên ghe thì nó thơ mộng hơn. Bên kia này đón ra. Ừ. Lỡ cua đưa ống rồi. Đưa ống rồi. Chạy xuống đi trên đi hay gì đó. Hả? Đó, ai chạy đang chạy đường đó đó. Nhỏ. Kìa. Cái nữa cái nhà. Vô nghỉ ngơi. Vô. Ơi, có nè cái nhà. Mấy nữa bỏ sót rồi không? Bắt nhầm hơn bỏ sót hả? Cắn hả? Vòng vòng đây rất là như nó ấy à. Vâng, bên kia hả? Đi mệt chút. Con cắt ghê hả? Này gì trong đó có lọt cua hay gì chết á. Không biết con gì, coi cọt xong coi con đó con gì. Gì là chết đỏ vậy à. Tình cua. Mày. Ừ. Hai vỏ mày. Có mày hả? Đừng chảy ghê ha. Rồng rồi bớt ăn rồi. Ú. Được có lý rồi. Nãy 2 giờ hai cái đó qua đây giữ rồi cha. Rồi con mé bên đây nè. Nếu còn nó thấy mồi nên nó vô với gì. Nãy giờ ở đây được rồi ha. Rất mừng. Lồi thêm cái bướm thôi.
Đấy, cho nó nằm cái con rồi đó. Cái gốc đó thôi chứ mấy gốc kia rất rớt thôi. Cái này cũng nằm mé cạnh mà không biết không? Có không? Ở ở kia kia cá đó. Ừ, thấy luôn đã kìa. Cũng được, làm ăn được đó. Này có cái võng văng lên, hai chồng ngủ dắt ở đây. Mát ghê vậy. Gió hiu hiu hiu. Bởi nước nó nằm về cạnh góc này, nước này nhỉ tràn lên nó đi rồi, phải rồi. Bò ra hết. Này nước rong lên nè. Ở đâu có cái chân này không có không? Ừ. Có không? Không, mấy cái này không có. Phải ca để dài 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 để này nè. Góc này khỏi cần đi tốt bên kia. Góc nó cấm này nó ra hơn. Rồi, rất rớt. Làm nó không có làm như không hết. Điều ăn cô chết rồi kìa. Nó quá cả nhà. Mình còn khô héo nữa, nó đừng nó cua. Đó. Đó đó. Nằm mé nữa chứ. Ừ. Chạy xuống đó nữa chứ. Chắc quá hả? Này cũng làm nó, không làm nó không có điều hay sao đó, ha? Nó làm nó. Nó quá. Mang nhẹ rồi. Vô. Cột đó, cột đây hả? Ừ. Còn ngồi khỏi cột. Ở đây đó, hồi mình rải cho nó ăn luôn. Còn cột cũng đây nè. Đãi nó chút rải lên. Thank you.
về lại. Nhỏ. Ở đây nghỉ vào chút nữa. Đây là kiểu bác thôi, hay là kiếp. Đây đi. Đây kia đi. Thôi đi vòng nữa ha. Ở đây đi, canh chừng 5 phút mình đi vòng lại đó. Đây. Cái nữa nha cả nhà. Có ăn ủi coi. Trời ơi kìa, ăn ủi. Ăn ủi. Ăn ủi cả nhà. To quá to. Ăn ủi cả nhà ơi. Ăn ủi cho anh Chuyên Chi. Quá trời bự. Dúa mà chèo là không khí nó ra, ngộ chứ. Dúa mà gì nó khí, dúa mà chèo là không khí nữa nè. Cái này cái lợp này là ở nhà thiết kế nhà độc lạ Bình Dương cả nhà ơi. ông chú kia ông thiết kế lâu lắm rồi mới thấy làm lại, bây giờ ít ai xài này nữa. Đi tiếp tục. Mốt cái này mốt mình cắt lưới mình làm được. Ừ kìa. Nó hoài nè. Ừ rồi nó rách kìa. Ra nó hoài luôn cả nhà. Ừ. Rồi. Cũng hiệu quả lắm mà tại lưới rách quá ha. Rồi cảm luôn cả nhà. Cây mưa hai cây mưa nó cảm à. Rồi, xong rồi cả nhà. Hả? À, ủi được cái chót. Rồi, à, đang hành quả cho đang xem này. Còn vừa luôn. Con gái có hai chồng nha cả nhà. Trải nghiệm. Trải nghiệm cái lập độc lạ Bình Dương. Rồi mình kết thúc video đi nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì cho anh Kim Chi một like và nút chia sẻ nha cả nhà. Đó. Cái này là duy nhất. Đó, cái này. Đó, độc lạ Bình Dương.